cách đầu với cô bé thiên tài. Một ngày nọ, mẹ và Shin đang chăm chú ngồi xem TV, chiếu chương trình về những đứa trẻ thiên tài. Cô bé này là Akikaze Mai, sở hữu khả năng chơi bài điêu luyện, dễ dàng tìm được những lá bài giống nhau. Mẹ suýt xoa khen ngợi, bé Shin mà cũng có khả năng đặc biệt thì tuyệt quá ha. Có mà mẹ, Shin có thể vừa ăn chocobi vừa uống sữa này, thêm cả vũ điệu ngoái mông nữa, chắc chắn có 102 luôn. Khả năng đặc biệt này có cho cũng chẳng ai thèm đâu ông ơi. Hôm sau tại trường mẫu giáo, Shin vẫn đi học muộn như mọi khi. Cậu nghe thấy tiếng trong lớp hoa hồng nên ngó vô xem. Cô Matsuzaka đang giới thiệu bạn học mới với mọi người, chính là cô bé Akikaze Mai, thiên tài mà Shin đã thấy trên TV. Nhìn giao diện này, cô Matsuzaka kiểu đây là đứa trẻ 5 tuổi thiệt hở. Shin đem chuyện này kể cho đội phòng vệ, Maso cũng đã xem chương trình đó giống Shin. Lát sau Mai Chan được ra mắt với lớp hoa hướng dương, Nene và Maso phấn khích lắm, cảm giác được tiếp xúc gần với người nổi tiếng thật tuyệt. Cũng giống như cô Matsuzaka, cô Yoshinaga không nghĩ đây là học sinh 5 tuổi luôn. Kazama tiến đến ngập ngừng muốn xin chữ ký, Mai Chan đồng ý và sẽ tặng cậu sau giờ học. Nói rồi cô bé tự tin rủ các bạn chơi bài, mọi thứ đã sẵn sàng, có ai xung phong là đối thủ của Mai không nào? Nene thì không giỏi ghi nhớ, còn Maso và Kazama cho rằng biết thua từ đầu thì không nên liều mạng. Cô Matsuzaka bắt đầu cà khịa lớp hoa hướng dương, khiến cô Yoshinaga vô cùng nóng máu. Thầy hiệu trưởng vào can ngăn thì bị đem làm vật thí nghiệm luôn. Trận chiến giữa người lớn và trẻ em thật đáng để hóng hớt. Bang chủ đi trước và thất bại ở lượt đầu tiên. Đến lượt Mai-chan, cô bé liên tục tìm được những cặp bài trùng và kết thúc ván đầu trong thoáng chốc. Hiệu trưởng đành phải bật cười cho đỡ quê nhưng vẫn rất sốc, không ngờ mình thua nhanh như vậy. Shin lạnh lùng bước đến, chính cậu sẽ lấy lại danh dự cho thầy giáo yêu quý. Ủa, mạnh miệng lắm mà lại kéo bo vô chơi chung là sao? Bé Mai chấp cả hai luôn, cô bé vừa lật quân nhà vua thì Shin đứng dậy vừa múa vừa hát, khiến Mai mất tập trung, lật nhầm quân bài thứ hai. Cô đổ lỗi tại Shin mà mình sơ suất, dùng bộ mặt đáng thương để xin thầy hiệu trưởng cho đi lại, ai ngờ vẫn chật lất, quê nha. Đến lượt Shin, cậu lật được quân át, đếm số từ 1 đến 10 và lá nào thì bốc lá đó nhá. Mai chan kiêu ngạo, phải dùng cái đầu tính toán chứ may rủi thì thua là cái chắc. Thế mà Shin lại bốc được trúng lá át, khán giả vỗ tay quá chừng. Tiếp theo, Shin đang cần tìm số 8, Mai phát hiện là cậu chuẩn bị lật là số 8 nên cố tình đánh lạc hướng và trao đổi. Giữa ban ngày mà chơi bẩn quá, làm như khán giả vô hình ấy nhỉ. Thế nhưng Shin vẫn lật kèo trong phút chót và chiến thắng một lần nữa. Nhìn mặt của thiên tài có vẻ hơi nghiệt nghiệt rồi nha. Gương mặt ngố ngố của Bo khiến Mai đắc chí, nhưng đâu ngờ cậu ấy là một cao thủ ẩn danh, liên tiếp lật bài thành công. Lớp hướng dương vỗ tay không ngừng, còn Mai và lớp hoa hồng đứng hình liên tục. Kết quả cuối cùng, Shin và Bo giành chiến thắng, Mai chan bật khóc tức tuổi, cô bé không ngờ mình lại thua. Shin an ủi bạn đừng khóc, sau đó thể hiện tiết mục văn nghệ múa vui. Vui đâu chả thấy, chỉ thấy Mai thêm tức giận vì vừa thua lại còn bị chọc quê, thù này nhất định sẽ trả. Hay tự dưng bang chủ thấy nghề giáo áp lực quá đi. Tập phim chuyện quan trọng của Bo. Tại công viên, Kazama đang rất chán nản vì bài kiểm tra tiếng Anh thấp hơn mọi khi. Cậu không biết phải nói thế nào với mẹ nên đành ngồi một góc cho vơi bớt nỗi buồn. Bất ngờ ông Shin từ đâu xuất hiện, hét lớn với mọi người là Kazama đang ngồi xì hơi, làm cậu bạn muốn độn thổ, đang buồn mà cũng không yên về con báo này nữa. Maso cũng có mặt và rủ cậu đi đá bóng, nhưng lúc này Kazama không có tâm trạng để làm gì cả, chỉ muốn làm thinh thôi. Còn Shin thì vẫn giữ vững quan điểm là cậu ta đang buồn đi vệ sinh nên không tiện đá bóng. Hết cách, Kazama đành phải nói là mình đang có chuyện buồn. Shin tò mò đòi được nghe, cơ mà người ta kể thì cậu lại tỏ vẻ biết hết tường tận mọi chuyện rồi, coi có tắt hứng ngang không cơ chứ. Cùng lúc đó, Bo cũng đi tới mà ngồi một góc ghen tị với đám kiến, vì chúng không phải muộn phiền điều gì. Các bạn thấy Bo có chút khác với mọi ngày, đặc biệt là đeo khẩu trang dù đã hết lệnh giãn cách Covid thì liền chạy tới hỏi thăm. Hóa ra cậu đã hết chảy nước mũi rồi, cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, nên Kazama cười xòa bảo cậu bạn phải vui vì nước mũi không còn chảy nữa chứ, đỡ bất tiện biết bao còn gì. Cơ mà điều này cũng chạm tới nỗi đau giấu kín của Bo, khiến cậu tổn thương mà bỏ đi. Shin và Maso liền quay sang nhìn Kazama với ánh mắt hình viên đạn, trách cậu vô tình các thứ, nói chung là lỗi thuộc về Kazama hết. Cậu bạn vô cùng chấm hỏi, không hiểu ngưng chảy nước mũi thì có gì nghiêm trọng mà mọi người phản ứng ghê vậy, chính cậu cũng đang có tâm sự, thế mà chẳng có ai để ý. Tạm gác chuyện đó qua một bên, việc quan trọng lúc này chính là đi tìm Bo. Kiếm khắp khu phố không thấy, Shin bèn dùng tới tài năng suy luận của mình. Với một người có tính hướng nội như Bo thì chắc chắn cậu ấy sẽ kiếm một nơi thật yên tĩnh để ngồi mơ màng. Vì vậy cả bọn quyết định ra bờ sông xem sao. Suy luận nghe có vẻ tào lao vậy, ai ngờ đúng là Bo đang ở bờ sông thật. Dưới ánh chiều tà cùng không gian yên bình, Bo tự hỏi bản thân sau này sẽ sống như nào nếu không còn nước mũi. Nước mũi chính là lẽ sống của cậu, nếu thiếu đi nó thì cậu có cảm giác không còn là mình nữa. Nhóm Shin khi này cũng đã có mặt ở bờ sông, không thấy bạn mình đâu, tên siêu quậy liền nghĩ do Kazama nói mấy lời tổn thương nên cậu ấy đã nhảy xuống sông rồi. Nghe thấy tiếng gọi, Bo bèn xuất hiện từ đằng sau làm các bạn giật bắn mình. Cậu rất cảm động khi được mọi người quan tâm lo lắng nên đã tích cực hơn hẳn. Dù không còn nước mũi nhưng cậu vẫn có những người bạn thân thiết bên cạnh nên cậu vẫn sẽ tiếp tục vui vẻ và sống thật tốt. Bỗng nhiên một con ruồi từ đâu vo ve trước mũi Bo hắt xì hơi và bằng một cách thần kỳ nào đó, dòng nước mũi thương hiệu đã quay trở lại. Để test con hàng mới về, cậu liền trình diễn mấy trò đặc biệt về nước mũi, làm các bạn vỗ tay không ngớt.
Nhìn thấy cảnh đó, Kazama cũng nhận ra có những người bạn thế này bên cạnh thì nỗi buồn của cậu cũng tự nhiên tan biến luôn. Cơ mà khi Jung cận vào ông Shin thì cậu chợt có suy nghĩ, có khi nào vì chơi với Shin nên điểm mới sút không nhỉ? Ai chứ trung tâm của mọi rắc rối này thì cũng có khả năng lắm. Tập phim Hòn đá bô một nhặt. Hôm nay ở trường mẫu giáo, thấy bô cứ đứng chăm chú bên hàng rào, các bạn tò mò chạy đến hỏi thăm. Hóa ra, cậu ấy đang quan sát những người công nhân làm đường, hay chính xác hơn là hòn đá hình thù độc lạ dưới lòng đất. Bạn thích thì Shin chiều luôn, cậu trèo lên hàng rào hỏi anh trai, nhưng lại bị chị gái xinh đẹp đi ngang qua hớp hồn mất. Shin chả bao giờ tập trung hết đấy. Bô quyết định dùng tuyệt chiêu nước mũi của mình, nhưng nó không đủ dài để chạm tới hòn đá. Đã thế, còn bị chú sếp quát trong một trận vì nguy hiểm. Tình ông này nóng này thế nhở? Trả bù cho anh trai kia, rất là thân thiện luôn. Anh lôi trong túi ra một chiếc nhẫn lấp lánh. Chuyện là sáng nay anh đã hẹn bạn gái tới quán cà phê để cầu hôn, nhưng vì bối rối quá nên mãi chẳng thành lời. Đã thấy còn làm đổ đồ uống khiến cuộc hẹn không suôn sẻ. Nhưng anh không từ bỏ đâu, giống như Bô vậy, cậu ấy vẫn nhất quyết theo đuổi năm mê sưu tầm đá của mình. Tiện thể, Bô khoe lơm với anh trai bộ sưu tập bàn phím điện thoại của mình. Những chữ số và ký tự bằng đá đều có đủ, chỉ còn thiếu dấu sao mà thôi. Ai chả công phu thật đấy chứ. Chả biết từ lúc nào mà Shin đã chui ra ngoài đường rồi. Trong lúc bế cậu qua hàng rào, vô tình hộp nhẫn đã rơi khỏi túi của anh trai. Bô vừa thành công dính được viên đá hình dấu sao thì nó bị rơi trở lại cái hố đúng lúc ô tô đổ đất xuống. Trông Bô buồn chưa kìa, thật tội nghiệp cậu ấy quá. Cô Matsuzaka đi đến nhắc nhở các em không nên nói chuyện với người lạ, nhưng thanh niên cao giáo đẹp trai như này thì cô cũng không ngại nếu muốn làm quen đâu nha. Gì vậy trời, nghĩ mình có già lắm ấy. Đến giờ anh mới phát hiện hộp nhẫn đã biến mất, có khi nào nó nằm dưới cái hố không. Anh vội vàng dùng xẻng xúc đất nhưng bị ông sếp kia mắng vì mọi công việc đã xong hết rồi, chẳng lẽ phải chấp nhận mất chiếc nhẫn ư? Có khi ông trời đang ngầm nói với anh rằng không nên cầu hôn vào lúc này. Bỗng nhiên, Bô xuất hiện trên hàng rào với cái xẻng. Cậu vẫn chưa từ bỏ và cũng không bao giờ bỏ cuộc. Mối liên kết giữa cậu và hòn đá là bất diệt. Câu nói ấy đã truyền động lực rất lớn cho anh công nhân. Anh hứa sẽ tìm lại chiếc nhẫn và hòn đá cho Bô để cậu nhóc yên tâm học hành. Sau đó, anh chạy đến chỗ sếp, lấy hết can đảm và bày tỏ mong muốn của mình. Vì sếp yêu cầu sáng mai mọi thứ phải như ban đầu, nên anh thanh niên hiểu cả buổi tối, cứ đào được chút lại sập. Đúng vào lúc anh muốn bỏ cuộc nhất, ông sếp cục cằn đã đến hỗ trợ. Sáng hôm sau, con đường đã được sửa hoàn thành. Bô tâm trạng rối bời khi nhớ về lời hứa của anh công nhân. Cô Yoshinaga đi đến và thông báo có một chàng trai đã gửi một thứ cho cậu nhóc, chính là viên đá hình dấu sao. Tuyệt vời, vậy là bộ sưu tập điện thoại đã hoàn thành rồi. Anh trai cũng nhờ cô giáo truyền lời nhắn tới Bô rằng anh đã tìm được viên đá của chính mình. Trên đường đi học về, cả hai vô tình gặp lại nhau. Bô khoe bộ sưu tập và hào hứng cho thử thách tiếp theo. Anh trai cũng nắm tay người yêu khoe chiếc nhẫn. Vậy là anh đã đủ can đảm và cầu hôn thành công rồi đấy. Dù không chắc có thể đạt được mục tiêu, nhưng không từ bỏ cũng là một loại thành công các bạn nhỉ. Tập phim Cá vàng và Bô chan. Hôm nay Shin để mẹ dẫn đi khám tai mũi họng. Vừa bước ra khỏi phòng, ba mẹ con tình cờ gặp Bô đang ngắm bể cá vàng ở đây. Chị y tá cũng cho biết cậu bạn rất thường xuyên tới để ngắm bể cá này. Hôm sau các bạn đến trường thì phát hiện có một bể cá vàng. Vào tiết học, cô Yoshinaga hỏi có ai muốn xung phong chăm sóc chúng không. Ngay lập tức Bô giơ tay đầu tiên. Shin do mải mê ngắm nghía tấm hình action camen mới nhặt được và giơ tay tạo dáng làm cô hiểu lầm cậu muốn xung phong. Thế là ông cháu cũng bị chọn dù chẳng hiểu mô tê gì cả. Sau đó cô tính nói những con cá vàng này sẽ được để ở đây một tuần, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Bô đã cắt lời và hỏi liệu cậu có thể xây nhà cho cá vàng được không. Sau khi nhận được cái gật đầu từ cô, cậu bèn gọi Shin ra ngoài bắt tay vào làm việc. Trước tiên là thả cá vào xô để vệ sinh bể và xây nhà. Nghe vậy Shin bèn chạy vào lớp và làm vợ bắt cá. Đội phòng vệ cũng hí hửng làm theo. Cơ mà đám báo này toàn làm cá nhảy ra ngoài, may mà Bô kịp thời lan xả hứng kịp mới không khiến các em cá hấp hối. Các bạn thấy vậy thì hết lời ca ngợi Bô chan, đáp lại cậu bạn lạnh lùng ra lệnh lũ báo kia mau đi ra chỗ khác. Cô giáo khá bất ngờ vì Bô hôm nay rất chững chạc, khác xa với vẻ ngoài lầm lì ít nói thường ngày. Cô Yoshinaga cũng biết Bô rất thích cá vàng, nhưng bể cá kia là của người quen của thầy hiệu trưởng, nhờ cô ấy giữ hộ do họ bận đi công tác, sang tuần tới là cô phải mang trả lại rồi. Ít lâu sau, một công trình bằng đá đã được Bô làm xong. Cô Yoshinaga đang tính nói cho Bô biết sự thật thì các bạn lại chạy tới cắt ngang. Các bạn thả thức ăn cho cá. Chợt, cả đám nhận ra năm con cá kia y như bản thể khác của bọn họ vậy. Nhìn các học sinh của mình chơi đồ vui vẻ với đàn cá, cô Yoshinaga cũng cảm thấy khó xử. Nhưng cô vẫn quyết tâm ngày mai sẽ nói cho Bô biết. Chiều đến, trong khi các bạn tập trung vui chơi ở công viên thì Bô chỉ chăm chú tìm đá để đập vào bể cá cho nó ngầu hơn. Bỗng một cơn gió lạnh ùa qua khiến cả đám co rúm. Shin bèn đề nghị tất cả giải tán về nhà kẻo bị cảm cúm. Vừa nghe được câu ấy, Bô lập tức chạy đi đâu đó. Hóa ra cậu lo cho đàn cá nên muốn quay lại trường xem tình hình. Khi này cô Yoshinaga đang than thở với cô Matsuzaka rằng không biết phải nói sự thật với Bô như thế nào, mà đâu hay biết rằng cậu đã chạy đến nơi và nghe được tất cả. Bô đã biết trước rằng bể cá sẽ được trả lại sau một tuần. Hai cô thắc mắc ai đã nói cho cậu biết, đáp lại cậu chỉ vào bể cá rồi lặng lẽ bỏ đi. Dưới ánh chiều tà, cậu bước đi và lòng buồn man mác. Có lẽ cần một khoảng thời gian nữa cậu mới chấp nhận được sự chia ly này. Tập phim Thám tử Bo Chan.
mới sáng ra, Nene đã kêu loạn cả lên vì không tìm thấy cái khăn tay thỏ bông mới mua hôm qua. Shin suy nghĩ, có khi nào Nene để nó ở nhà không? Cô bé quả quyết, sáng nay tớ đã cất vô cặp để mang đi học rồi mà, cái khăn màu hồng ấy. Bo nghiêm túc hỏi, từ lúc đến trường tới giờ, Nene đã làm những gì vậy? Để tớ coi, đầu tiên là chơi bi, gấp giấy origami và chơi bóng né ngoài sân. Ủa, Nene không ngắm tớ nhảy buri buri hả? Trời ơi, đây không phải lúc đùa đâu Shin. Bo tiếp tục hỏi, sau khi chơi bóng né thì Nene làm gì? Thì cùng nhau học hát với cả lớp đó. Ơ, thế không rửa tay à? Tất nhiên là có, Nene là người ưa sạch sẽ mà. Chính là nó, sau khi rửa tay, ta phải lấy khăn lau khô. Kiểm tra trong túi thì không thấy, chắc chắn cái khăn bị rơi ở bồn rửa. Chuẩn luôn, bạn Bo giỏi quá. Các bạn khen ngợi và đặt cho cậu ấy biệt danh thám tử Bo Chan. Chợt Nene nảy ra một ý tưởng, chúng ta sẽ thành lập một công ty thám tử. Ai nấy đều hào hứng trước trò chơi mới này. Bo sẽ là giám đốc của công ty, Nene xí vai là người quản lý thành đạt, còn Shin là thám tử số 1, Kazama là thám tử số 2 và Masao là thám tử số 3. Xem Bo kìa, sướng ra mặt luôn. Rất nhanh chóng, công ty thám tử được thành lập và lấy trụ sở là mô hình gấu trúc. Nãy giờ chẳng có khách hàng nên các nhân viên mặt cứ ngơ ngác mệt mỏi. Chờ đợi như này thì công ty phá sản mất, phải đi tìm khách hàng thôi. Bo rất nhiệt huyết, chúng ta phải giúp đỡ càng nhiều người gặp khó khăn càng tốt. Trong trường mẫu giáo có người như vậy hả các bạn? Nhưng dễ gì để họ chia sẻ vấn đề nhỉ? Đó là bí mật mà. Nene, Kazama và Maso nhanh chóng chạy đi tìm khách hàng, còn Shin thì vẫn ngồi đây. Cả hai đang quan sát thì thấy tên Kawamura lớp hoa hồng đang núp ở góc tường. Trông mặt có vẻ nhiều tâm sự đấy. Nene và Shin nhanh chóng áp sát. Shin nhảy vô bắt như bắt tội phạm, làm cậu ta giật mình hoảng hốt. Này báo đốm, sao cậu lại đứng ở đây? Có điều gì để giấu bọn tôi đúng không? Dù liên tục phủ nhận nhưng Kawamura không thể che được con mắt tinh tường của Nene. Chia sẻ đi nào, bọn tớ vừa mở công ty thám tử, bọn tớ sẽ giúp cậu miễn phí luôn. Ba đứa ngó ra và nhìn về phía một cô bạn dễ thương. Sau đó, tất cả nhân sự tập hợp lại để nghe câu chuyện của Kagamura. Nhớ phải giữ bí mật nhé mấy bồ. Bà đồ muốn biết bạn Kana cùng lớp có dành tình cảm cho mình không? Chuyện là trong giờ tập vẽ hôm bữa, bạn Kana cứ chăm chú nhìn Kawamura, lại còn nháy mắt thả thính nữa chứ. Ấy vậy mà mấy hôm nay, Kana tỏ ra rất lạnh lùng. Có lần bảo đốm vừa đá bóng xong, đi ngang qua nhau mà cô bạn cũng không nói một lời. Lúc nãy, thấy Kana ngồi chơi cát, Kawamura tận tình mang xẻng tới, nhưng bị từ chối phũ phàng. Mà sao thấy tốt mà, ai thèm yêu người như cậu ta chứ? Mà sao to gan thật, muốn ăn đấm hay gì đây? Bỏ bắt đầu suy luận, miệng cứ lẩm bẩm cái biệt danh báo đốm của cậu ta. Này Kawamura, bình thường cậu mặc bộ quần áo nào? Áo có hoa văn báo đốm, nó thành dấu hiệu nhận biết luôn rồi. Chiếc áo đó đã được mang đến cửa hàng để giặt sạch, ngày mai mới nhận được. Cơ mà liên quan gì đến chuyện này nhỉ? Bò nhá, các bạn nhớ lại những lần chạm mặt giữa hai người. Lần đầu mặc áo báo đốm thì được thả thính, hai lần sau không mặc thì bị làm ngơ. Suy ra, Kawamura là một kẻ tệ bạc nên mới bị ghét. Khiếp, phán sớm quá đấy Shin. Thời gian Kawamura gửi chiếc áo đi giặt là 4 ngày trước, trùng khớp với ngày mà Kana bắt đầu có thái độ lạnh nhạt. Công nhận, thay đổi cảm xúc nhanh như báo chạy ý nhỉ. Nên kết luận, Kana chỉ thích Kawamura trong bộ đồ báo đốm mà thôi. Nếu cậu ta mặc lại cái áo đó, Kana chắc chắn sẽ thích trở lại. Chuyện này Nene biết rõ lắm, ấn tượng về một chàng trai trong tâm trí một cô gái là cực kỳ sâu đậm. Mấy đứa con trai tin sái cổ, chỉ có Bo là vẫn lơ ngơ, vấn đề chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Muốn biết câu trả lời, đợi sáng mai sẽ rõ. Ngày hôm sau, báo đốm đã quay trở lại và vô cùng đẹp trai. Vừa hay Kana đến trường, thấy anh báo thủ xoái ca liền hí hửng chạy ra, nhìn chiếc áo và thốt lên đẹp quá. Tuyệt vời, đúng như suy luận của Nene. Kana ngại ngùng, tớ muốn nhờ Kawamura làm một việc từ lâu rồi mà không biết nói sao. Cậu cứ nói đi, tớ xin dốc hết lòng mề và sẵn sàng giúp đỡ. Ai dè, Kana đeo cho cậu ta thêm một đống phụ kiện, biến Kawamura thành một con báo đốm thực thụ. Ôi giời ơi, đúng là Kana thích báo đốm thật, nhưng mà là báo đốm hàng Ryuko. Cái công ty này làm ăn dở quá. Shin chạy ra ghen tị, chắc bộ sưu tập cosplay của cậu ta không có món hàng này rồi. Tập phim Bí mật của Bo. Sau khi tan học, Nene rủ các bạn đi chơi. Kazama và Maso đồng ý. Shin thì không muốn Kazama phải cô đơn nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Còn Bo thì từ chối vì có việc phải làm. Sao Bo vội về thế nhỉ? Hôm qua cậu ấy cũng như vậy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hiếm khi Bo hành xử kỳ lạ lắm. Hay Bo bắt đầu đi học thêm nhỉ? Không, theo suy nghĩ của một biên kịch chuyên phim drama, Nene chắc chắn Bo đã có bạn gái. Mọi người bất ngờ lắm. Ngay cả bé Shin còn mê mẩn Bo cơ mà. Một người đàn ông lạnh lùng, ít nói, lại có nước mũi vô cùng quyến rũ, chắc nhiều người theo đuổi lắm đây. Chưa chắc, còn trường hợp tình đơn phương nữa.
vì tò mò về gu bạn gái của Bo nên ấy quyết định sẽ đi theo dõi. Kazama không đồng ý, đó là chuyện riêng tư của người ta cơ mà. Ờ, không có Kazama cũng chả sao, anh em mình đi thôi. Ba vệ tinh bắt đầu hành động, Bo đi đến đâu là bám đuôi đến đó. Có lúc suýt bị phát hiện, may mà kịp trốn ra cột điện. Shin thấy cả đám giống ninja quá, Nene thì thấy giống thám tử hơn, Maso thấy giống bọn ăn trộm rình rập thì có. Ủa, Kazama cũng chạy theo tụi này rồi à? Các bạn ngó qua hàng rào mà Bo vừa nhìn, bên trong chỉ có một con mèo mà thôi. Nhanh chân chạy theo thì thấy Bo đứng im giữa đường, một chiếc xe đạp đang chạy tới. Cẩn thận kẻo đâm nhau đó. Ờ, một con bướm. Hóa ra Bo đứng yên là để con bướm được đậu trên vai nghỉ ngơi. Khi nào nó bay thì Bo mới đi tiếp. Đúng là một người tuyệt vời. Tiếp theo, Bo ngắm nhìn vũng nước trên đường, nhảy qua rồi lại nhìn lên trời. Các bạn chạy đến nhưng chẳng có gì khả nghi. À, bầu trời phản chiếu trên vũng nước, thấy được cả mây này. Chà chà, Bo có những sở thích thơ mộng ghê ha. Ngang qua khu chợ, Bo được các bác bán hàng hỏi thăm nhiệt tình, lại còn cho đồ ăn thử. Không lẽ bạn ấy nổi tiếng đến thế sao? Bo cảm ơn bác bán hàng và tiếp tục hành trình. Cả đám chạy theo thì lạc mất Shin, cậu ta đang mải mê khen món bánh mềm mịn của các bác bán hàng rồi. Các bạn bắt đầu nhận ra, đây không phải đường về nhà Bo. Nhìn kìa, cậu ấy đang nhảy chân sáo, mặt trông rất hạnh phúc. Nếu là đi học thêm thì không vậy đâu, chắc chắn là đi hẹn hò. Mày nói chuyện nên mất dấu mất tiêu. Đừng lo, Shin thấy Bo đang đứng với một bác gái trước một cửa hàng, nên không tin vào mắt mình. Lẽ nào đó lại là bạn gái của Bo sao? Bác gái bảo người Bo muốn gặp đã ra ngoài, nên mời cậu vô nhà đợi. Nene hiểu rồi, đó là người mẹ, còn bạn gái của Bo đã ra ngoài chơi rồi. Nhưng mà bác ấy trông có vẻ lớn tuổi để làm mẹ, chắc bạn gái lớn hơn Bo nhiều đấy. Đột nhiên một chiếc xe tải trở về cửa hàng, ông bác niềm nở chào hỏi Bo. Đó chắc là người bố, ghê đấy, ra mắt cả gia đình luôn. Ông bác giới thiệu với Bo một món đồ thủ công cực đẹp, sau đó đặt tấm thảm tatami lên bàn. Giờ các bạn mới nhận ra, đây là một cửa hàng bán thảm tatami. Shin chạy vào hít mùi cỏ thơm, rồi hỏi Bo làm gì với cái thảm mitata này vậy? Cái thảm bị lật ngược thì tên cũng phải đọc ngược lại chứ ạ? Ông bác bật cười, bác gái đi ra mời các bạn nhỏ vô nhà chơi. Dạo gần đây, Bo hay qua cửa hàng để xem bác trai làm việc. Nên hỏi bác gái nhà mình có cô gái nào không, nhưng ở đây chỉ có hai bác thôi. Buồn ghê, suy luận của Nene đã xe bét từ đầu. Bo rất thích công việc làm thảm tatami, tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp. Cậu nhóc khiến bác nhớ về thuở nhỏ của mình, cũng hay đi xem đủ loại công việc của các bác gần nhà. Thay vì ở lại xem bác chủ tài, Nene lại bỏ về vì chuyện này chả có tí drama gì cả. Nhìn từng đường kim mũi chỉ, các bạn rất ngạc nhiên. Hóa ra thảm tatami được tạo ra như vậy. Ngày nay người ta dùng máy móc hết, nhờ những người thợ thủ công mà nghề truyền thống của Nhật Bản mới tồn tại đến bây giờ. Ngày hôm sau, đám con trai rủ nhau đi chơi trò làm thảm tatami luôn. Nene thấy chán òm, rủ chơi trò gia đình mà chẳng ông nào muốn tham gia. Còn cô Yoshinaga thì lại tưởng mấy đứa đang massage cho nhau cơ. Tập phim Tình yêu của Bo. Shin nhú nhảy vào lớp chào buổi sáng, nhưng các bạn chả thèm chào cậu vì đang bận đơ người nhìn Bo. Bo hôm nay lạ lắm, cậu ấy không có nước mũi. Shin chạy đến làm đủ mọi cách, nhưng Bo vẫn không hề nhúc nhích. Các bạn lo quá, có chuyện gì Bo cứ nói đi, bọn tớ sẽ giúp hết sức. Nghe thì thế Bo bỗng rung rinh rồi đỏ mặt. Tớ có bạn gái rồi. Ôi rồi ôi, cả đám súng và hỏi xem đó là ai, gặp nhau ở đâu, con gái hay con trai, ti tỉ câu hỏi. Đó là một chị gái xinh đẹp các bạn ạ. Nên đắng cay, sao ai cũng thích chị gái hết vậy. Tan học, Bo dẫn các bạn đi gặp chị ấy. Đó là người điều khiển giao thông ở công trường đang sửa đường. Bo vừa xấu hổ vừa buồn vì cậu không biết tên, tuổi, địa chỉ, cũng chưa từng nói chuyện. Nói chung là tính đơn phương. Để Shin bày cách cho, chỉ cần đi đến và hỏi: chị gái ơi, chị có ăn đậu tương với hành lá không là được. Nếu cứ giữ trong lòng thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội. Bo không làm được thì để Shin chạy đi hỏi cho. Bo lập tức ngăn lại, Shin không được nói chuyện với chị ấy. Sao thế? Bo định được chiếm cho riêng mình à? Ghê nha, ghê nha. Nhìn từ đây không thể thấy rõ mặt nên các bạn rủ nhau đi qua ngắm cho kỹ. Đến lượt Bo thì bị chặn lại. Chị lôi giấy ra, lau nước mũi để giúp cậu đẹp trai hơn. Chị cho Bo túi khăn rồi lập tức quay lại công việc. Xem cậu ta hớn hở chưa kìa. Đó chính là lý do vì sao sáng nay Bo không chảy nước mũi. Nene thấy chả có mùi lãng mạn gì cả. Các bạn thấy chị gái này khá xinh đẹp và tốt bụng nha. Bo chăm chú nhìn nàng thơ, trong đầu mơ tưởng đến cảnh tượng hạnh phúc vui đùa bên chị ấy. Bệnh tương tư của Bo ngày càng nặng, nhưng cậu không đủ dũng cảm để nói chuyện. Nene đề xuất ý tưởng tặng một món quà chân thành cũng được đấy. Quà gì thì Bo tự quyết, nhưng Nene thích đồ trang sức lắm nha. Theo Kazama thì chị ấy không giống người thích trang sức, tặng hoa vẫn tốt hơn. Đám con trai đúng là tầm thường, suốt ngày nghĩ tặng hoa thế nhở. Sau một hồi suy nghĩ, Bo quyết định ngày mai sẽ hành động. Hôm sau, Bo mang thêm một viên đá màu hồng thắt nơ rất đáng yêu. Cậu ấy dành món đồ quý giá nhất của mình để tặng cho người thương, chắc chị ấy sẽ thích lắm. Bo xì mũi thật sạch, toát lên vẻ đẹp trai vô cùng. Cậu tự tin xông lên, nhưng vừa ngó ra thì hết hồn. Công trình đã thi công xong mất rồi, Bo buồn lắm.
Đây thực sự là một cú sốc lớn. Chị ấy ra đi mà không nói một lời tạm biệt. Xin chạy đến an ủi, bạn ơi đừng buồn nữa, có duyên ắt sẽ gặp lại nhau mà. Bo chấp nhận buông bỏ đoạn tình cảm này, vui vẻ rủ các bạn ra công viên chơi. Mừng quá, hôm nay chơi trò gia đình với Nene nha. Tụi này muốn đá bóng cơ, chạy nhanh lên các bạn ơi. Tập phim đề xuất của Bo. Trong phòng giáo viên, vợ của thầy hiệu trưởng dịu dàng hỏi chồng tối nay muốn ăn gì. Bang chủ thì ăn gì cũng được, miễn là đồ vợ nấu thì món nào mà chẳng ngon. Úi giời, nịnh khéo thế không biết, nhìn vợ chồng người ta ngọt ngào mà hai cô cảm lạnh quá. Người độc thân như cô Matsuzaka chẳng muốn chứng kiến cảnh tượng đó chút nào, nhưng đây mới là cuộc sống hôn nhân đích thực. Cô tự dặn lòng phải cố gắng để đạt đến cảnh giới đó. Bên này, đội phòng vệ đang nghĩ xem bây giờ chơi trò gì. Xin đề xuất chơi trốn tìm không có ma. Các bạn liền chê lên chê xuống vì chán, với lại không có ma thì chơi kiểu gì. Đột nhiên Bo hắt xì hơi, khiến nước mũi dính vào má Shin. Shin nhích thêm mấy bước để kéo dài nước mũi, rồi rủ các bạn chơi nhảy dây. Trò này coi bộ ám ảnh quá đấy. Thấy mấy đứa nhỏ dơ quá, cô Matsuzaka liền lấy khăn giấy chùi mũi cho Bo. Này ông Shin kia, kéo cái quần lên không bay hết bây giờ. Xong rồi, Bo đã sạch sẽ nhá. Các bạn rất bất ngờ khi thấy cô giáo hiền dịu và tốt bụng đến vậy. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Có gì đâu mà ngạc nhiên, đây vốn là con người thật của cô mà. Mấy đứa liền chụp đầu bàn tán, chắc hồi mới có bạn trai nên đầu óc gặp vấn đề rồi. Nhưng ai thèm yêu một người xấu tính thế chứ? Này này, cô nghe thấy đó nha. À, chắc hôm nay nhặt được tiền rơi trên đường nên tâm trạng mới tốt như vậy. Thề luôn, đã xấu tính lại còn tham lam nữa. Hết chịu nổi, cô bộc phát bộ dạng yêu quái, truy đuổi lũ trẻ đáng ghét. Mà sao có nói gì đâu mà cô cứ đòi bắt cậu ấy thế? Mấy đứa vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có lẽ người ta dễ bị nổi giận khi ai đó nói sự thật đấy mà. Maso đã bị bắt, cậu liên tục cầu xin tha mạng. Không được, cơm nắm ngon như này thì phải cắn một miếng chứ. Maso sợ quá, khóc òa lên. Cô giáo bật cười rồi lấy khăn lau nước mắt nước mũi cho cậu. Đùa thế mà cũng tin được hả trời? Bỗng cô Matsuzaka hiện lên vô cùng dịu dàng trong mắt của Bo. Mỗi sáng thức dậy, cô sẽ ở bên để giúp anh chồng Bo xì mũi. Trước khi đi làm cũng không quên xì mũi giúp anh chồng Bo luôn. Thôi xong, Bo đã mắc phải lưới tình lúc nào không hay. Cậu đem chuyện ấy kể cho đội phòng vệ nghe. Các bạn đều rất bất ngờ khi biết Bo muốn kết hôn với cô Matsuzaka. Có lẽ phi công Bo đã phải là một người phụ nữ trưởng thành, lại còn là cô Matsuzaka. Cậu ấy thật dũng cảm biết bao. Điều Bo cần lúc này chính là những lời khuyên chân thành, những đề xuất từ các bạn. Ví dụ như Nene có thể nghĩ lời cầu hôn giúp nè. Kazama đặt vấn đề, việc kết hôn tốn nhiều tiền lắm, Bo có tiết kiệm đủ không? Bo bảo có một ít, thế cũng được gọi là có điều kiện rồi, chúng mình đi cầu hôn ngay thôi. Từ từ, cầu hôn thì phải có hoa, hình như trong nhà vệ sinh có lọ hoa trang trí đấy. Ngay lập tức đội phòng vệ có mặt ở phòng giáo viên. Thấy cô giáo, Bo run rẩy, ấp úng chẳng nói thành lời. Cố lên Bo ơi, cậu nhất định sẽ làm được. Nghe lời đó từ cậu học sinh, cô Matsuzaka ngơ ngác rồi bật cười khanh khách. Tại sao cô lại cười? Thật thô lỗ, bạn ấy đã rất chân thành và nghiêm túc mà. Không muốn tình yêu của mình phải khó xử, Bo liền tặng cho cô món quà. Cô giáo ngửi bông hoa thơm phức, sau đó cảm ơn cậu học trò ngốc nghếch. Nhưng cô xin phép được từ chối vì cô chưa muốn kết hôn ở thời điểm hiện tại. Bo chỉ mới 5 tuổi, đợi thêm 15 năm nữa nhé. Lúc đó Bo 20 tuổi, lớn bằng cô giáo thì đẹp đôi lắm đó. Mấy đứa kia lại tụ tập sầm xì. Nghe nói phụ nữ rất mau già, đến lúc đó cho cô ấy thành bộ phù thủy già nua xấu xí cũng nên. Bo quả quyết, em nhất định sẽ chờ đợi thêm 15 năm nữa ạ. Vậy là hai cô trò đã giao kèo với nhau. Bông hoa được đặt ở một vị trí thật đẹp trên bàn làm việc. Thấy cô Matsuzaka cười tủm tỉm, mọi người xúm lại hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Cô không nói vì muốn giữ cho riêng mình. Chờ chút, cô Yoshinaga thấy bông hoa này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Biết bông hoa đến từ nhà xí, chắc cô Matsuzaka hốt lắm nhỉ. Tập phim trò chơi với Bo. Bạn Bo đang ở nhà Shin, trình diễn màn tung hứng nước mũi cho cậu bạn xem. Shin suýt xoa, không ngờ Bo lại tài năng đến vậy. Đúng lúc mẹ mang nước ngọt ra thì thấy Shin đang cởi quần để biểu diễn tiết mục lắc mông. Mẹ liền thít chặt cái quần lại, ai cho con làm trò lố lăng trước mặt khách hả? Ngồi uống nước, mẹ dặn hai đứa phải chơi những trò đúng chất trẻ con, ví dụ như trốn tìm chẳng hạn. Lát sau, mẹ đang ngồi gấp quần áo thì thấy Bo đứng ngoài cửa, cậu nhìn ngó xung quanh rồi chui vào trong tủ. À, hai đứa đã nghe lời và bắt đầu chơi trốn tìm rồi đấy. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Shin, mẹ không biết cu cậu có tìm được Bo không nữa. Shin mở tủ bên kia ra rồi ngó vô trong. Mẹ bật cười, không có ai đâu con trai ạ. Shin lại ngó nghiêng thêm phát nữa rồi đóng tủ lại. Ủa, không phải đang đi tìm Bo sao? Mẹ liền gọi hai đứa hỏi cho ra nhẽ. Đúng là hai ông cháu đang chơi trốn tìm, nhưng mà là trốn tìm không có ma, ai cũng phải đi trốn hết đấy. Mẹ cạn lời luôn, đúng là chung tần số với nhau nên mới kết bạn được.
trẻ con giờ chẳng biết cách chơi gì cả. Mẹ Mise quyết định sẽ dạy cho hai đứa nhỏ chơi cá sấu lên bờ. Nhiệm vụ của người chơi là phải đứng trên những nơi cao, không được xuống nước, kẻo sẽ bị cá sấu ăn thịt. Nếu mẹ muốn chơi với tụi mình như vậy, thì chiều luôn. Oan tù si, mẹ là người thua nên sẽ vào vai cá sấu. Ờ thì mẹ xin ngày nào mà trả sấu. Hai đứa lập tức trèo lên bàn, cởi quần ra chọc tức mẹ. Còn một điều mà mẹ quên nói trước, trong trò chơi này có một quy tắc là không được ở mãi một nơi trên bờ quá 10 giây. Không cho hai đứa có thời gian, mẹ liền bắt đầu đếm. Bo nhanh chân chạy tót ra hành lang, còn Shin thì lúng túng suýt là mồi cho cá sấu. Cậu liền nhảy lên, tóm lấy vách cửa bếp. Mẹ cố tình đến thật chậm để thử sức chịu đựng của thằng con. Thế mà Shin lại bật lên trần nhà, rồi bay ra hành lang bỏ trốn. Lơ là quá, mẹ liền đuổi theo Shin vào nhà bếp. Không may đá phải chân bàn nên ngồi xuống kêu than. Bo thấy cảnh đó thì bật cười, nhưng cười kiểu này hơi kinh dị nha. Thấy mẹ bắt đầu đếm số, Bo tóc biến trong vòng một nốt nhạc. Shin bị dồn đến đường cùng và bị mẹ hoán đổi thành cá sấu. Rất tiếc, Shin chỉ có thể hoán đổi lại sau khi đếm đến 10 mà thôi. Giờ mẹ đã ở trên bờ rồi. Shin cố gắng đếm đến 10 nhưng luôn bị mẹ chặn họng. Mẹ khoái chí nhảy nhót làm cái bàn gãy chân, té dập mông. Rồi xong, giờ mẹ vẫn là cá sấu nhá. Bị Shin khiêu khích, mẹ tức giận đuổi theo đòi bắt bằng được. Mãi đến khi tối bố đi làm về, hai mẹ con vẫn đang chạy nhảy. Mải chơi cá sấu lên bờ quá, mẹ quên nấu cơm mất rồi. Cả nhà đành phải lái xe ra ngoài ăn tối. Nãy giờ chúng ta có quên ai không nhỉ? Tội nghiệp Bo, vẫn đang ngồi trốn trong nhà vệ sinh. Tập phim Bo là học sinh giỏi nhất Saitama. Một buổi sáng ở trường mẫu giáo, cô Yoshinaga hào hứng hân hoan hồ hởi thông báo có tin vui cho cả lớp. Có phải là chưa kịp kết hôn thì chú Ishizaka đã bỏ chạy mất dép đúng không ạ? Thế thì phải là tin xấu chứ các bạn nhỉ? Ồn ào quá, không phải chuyện về cô đâu, mời bạn Bo lên đây nào. Trời ơi, không lẽ cô ấy bỏ chú Ishizaka để đến với Bo sao? Khổ quá, đã bảo không phải chuyện về tôi rồi cơ mà. Cô giáo lấy ra một bức tranh, bạn Bo đã tham gia một cuộc thi vẽ cấp tỉnh Saitama và đạt được giải nhất đó. Cả lớp vô cùng ngưỡng mộ, vỗ tay bộp bộp chúc mừng Bo. Shin nhìn bức tranh suy ngẫm một lúc, rồi hỏi nó tên là gì. Bo đặt tên tác phẩm là Trái tim khô héo của con quạ. Hề hề, tên nghe cũng chiều tượng như tranh luôn ấy nhỉ. Giờ ra chơi, Kazama rủ Nene, Maso và Shin qua một chỗ bí mật. Shin lăn ra đất ăn vạ vì tưởng Kazama định giở trò sắm sỡ mình. Để chúc mừng thành tích của Bo, Kazama đề nghị mọi người cùng tổ chức một bữa tiệc bất ngờ. Tất cả đều nhất trí tán thành. Ngay sau khi về nhà, Kazama bắt đầu liệt kê những thứ cần thiết cho bữa tiệc. Shin đã mang vải trang trí đến rồi đây. Mải mê quá nên Kazama không để ý. Đến lúc quay lại thì ôi rồi ôi, sao lại trang trí bằng vải dùng cho đám tang thế này? Tại Shin thấy cái sọc màu xanh trắng đẹp quá mà. Thôi đi đổi cái khác vậy. Nene ở trong bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn. Ui chao, trông hấp dẫn quá nhỉ. Cảm ơn Nene đã vất vả nhá. Cậu ấy chỉ bày thức ăn lên bàn thôi mà. Nene xấu hổ, phải có con mắt thẩm mỹ mới bày biện đẹp được chứ. Tên Shin lại giở thói ăn vụng rồi, phải đánh cho một trận mới được. Trang trí xong xuôi, đồ ăn sẵn sàng, Ma Sau dẫn Bo vào nhà, không quên đeo bịt mắt để giữ bí mật. Khi tháo ra, pháo giấy nổ tung bừng, chúc mừng Bo đã chiến thắng cuộc thi vẽ cấp tỉnh nhá. Ơ kìa, sao Bo cứ đứng ngây người ra thế? Không lẽ cậu ấy đã biết trước? Ma Sau không có nói gì hết nha. Shin phát hiện ra tay của Bo đang run, chứng tỏ cậu ấy đang rất xúc động. Đến phần đánh chén thôi nào, Kazama cứ đứng đấy mà phát biểu đi nhá. Bỗng Ma Sau làm đổ ly nước ra bàn, Bo liền chạy đi lấy khăn lau. À Bo ơi, lấy cho Shin cái kẹo sô cô la ở kia với. Lấy cho Nene cái tam trong bếp nữa nha. Này mấy người kia, đây là bữa tiệc tôn vinh chứ có phải sai vặt đâu. Phải làm theo yêu cầu của Bo chứ. Hôm nay cậu là nhân vật chính, cứ nói ra mong muốn của mình nhá. Ví dụ như là, dạo này vai mỏi quá, giá mà được đấm bóp thì hay biết mấy. Kazama tức chết vì cái ông Shin này mất thôi. Shin hỏi Kazama có yêu cầu nào không. Miễn cưỡng mà nói, tớ đã 5 tuổi rồi, đàn ông thế kỷ 21 thì phải... Thôi thôi, tụi kia bận xàm xí rồi. Nene muốn ở làm công chúa nguyên một ngày. Cũng may cô bạn không chiến thắng cuộc thi vẽ, không là toang cả lũ. Bo đã nghĩ ra điều cậu ấy muốn, tất cả tập trung lắng nghe. Bo muốn biết một đứa trẻ được tạo ra như thế nào ấy. Câu hỏi này thì xin phép đứng hình, hết phim nhá.